Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025. Theo đó, có 4 bộ sách giáo khoa của các môn học hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 5 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Đây là các sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hiện tại học sinh lớp 5 trên cả nước học sách giáo khoa thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Như vậy, kể từ năm học 2024-2025, toàn bộ học sinh tiểu học sẽ học chương trình Giáo dục phổ thông 2018.